Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với channel của Trung Kiên. Chúng ta lại gặp nhau trong bản tin ngày hôm nay, bản tin tổng kết thị trường phiên giao dịch ngày 12 tháng 1 năm 2022. Trước khi vào bản tin ngày hôm nay, rất mong anh chị và các bạn hãy like và chia sẻ kênh của mình cho mọi người cùng tham khảo. Ngoài ra thì hãy ấn nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ channel của mình. Bản tin của chúng ta hôm nay sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là diễn biến thị trường trong phiên hôm nay. Phần thứ hai là cập nhật một số các dòng cổ phiếu chính, dòng banh này, dòng chứng khoán, hay cả một số các mã cổ phiếu dòng bất động sản đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm trong thời gian gần đây. Phần thứ ba là danh sách cổ phiếu tiềm năng mà mọi người có thể là theo dõi trong các phiên giao dịch tiếp theo. Đến với thị trường hôm nay là một phiên giao dịch tương đối là cảm xúc. Chúng ta thấy rằng là hôm nay là một cái phiên mà mình theo dõi từ đầu phiên đến cuối phiên. Trong các cái phiên khác thì mình hay có các việc bận và đi ra ngoài, nhưng mà hôm nay thì mình theo dõi được hết. Và cái diễn biến thì tương đối là cảm xúc khi mà ba lần VN Index và VN30 vẫn trụ tốt dưới cái áp lực bán rất là mạnh từ các cái mã cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian vừa qua. Đấy, và có cái phần bán và có phần cái áp lực bán này có cái phần cục bộ khi mà hầu mà nó dồn dập đến khiến cho các cái mã cổ phiếu đồng loạt giảm sàn. Đấy, đồng loạt giảm sàn trong cùng một thời gian thì thông thường thì các cái mã cổ phiếu ví dụ như là chúng ta quan tâm tới các cái nhịp sập lần trước ấy, các cái nhịp điều chỉnh lần trước thì từ một mã cổ phiếu dòng trụ nó sẽ lan ra các cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là dòng dầu khí này thì chúng ta sẽ có thường là chúng ta sẽ thấy là PLX nó sẽ giảm trước. Đấy, sau đó thì các cái mã cổ phiếu như là PVS này, PVD này, hay BR này nó mới giảm theo. Tuy nhiên rằng cái trong phiên hôm nay thì chúng ta thấy rằng là như là CKG này vào phát là sàn ngay. Đấy, rồi là sau đó thì có một cái lúc mà nó bu lên một chút, này bu lên, thậm chí là một số mã cổ phiếu như là đây. Dick này hay là Shell này. Đấy, thậm chí vẫn còn có những cái giá xanh. Đấy, sau đó thì đến tầm 9:40 thì chúng ta sẽ 9:40, 9:10 thì chúng ta thấy rằng là thị trường nó bị bán cục bộ và chúng ta thấy rằng cái GEX là mã cổ phiếu đầu tiên mà bị áp lực mà bán sàn đầu tiên. Sau đấy thì đồng loạt giảm sàn ngay lập tức chứ không phải là theo trình tự nữa. Đấy, đồng loạt giảm sàn ngay. Dòng tiền thì hôm nay tuy nhiên là đóng cửa phiên hôm nay thì VN Index vẫn tăng 18,2 điểm, tương đương 1,22%, 203 mã tăng và 267 mã giảm. VN30 thì tăng mạnh hơn. Đấy. Tăng 30,3 điểm, tương đương 2,02%, 20 mã tăng và chỉ có 8 mã giảm. Cho thấy rằng là dòng tiền đã quay trở lại các cái mã cổ phiếu trụ. Chúng ta thấy hôm nay VN30 có tới 3 mã dòng ngân hàng. Đấy, đều tăng kịch trần, như là STB này hôm nay sẽ sức mạnh nhiều nhất phải là STB. Đấy, rồi đến BIT này, BIT hôm nay cũng rất là mạnh, rất là khỏe. Rồi TV Bank. Thì các dòng banh thì mình cũng đã có khuyến nghị rồi. Đây là cái khuyến nghị của mình trong phiên hôm qua. Hôm qua thì mình không làm video nên là mình đã viết một cái kịch bản khuyến nghị ở đây. Thì cập nhật thị trường này, áp lực bán đây trên khung. Mình đã cập nhật vào đây trên khung đồ thị của VN Index. Chúng ta tới cùng VN Index nhé. Trên khung đồ thị của VN Index thì trong một phiên giao dịch giảm điểm về mốc hỗ trợ đầu tiên với ở MA20 thì kịch bản thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm về cái vùng an toàn nhất quanh cái giá 1470 và 1480, nhưng việc này đồng nghĩa với cả VN Index sẽ mất MA20 và vùng này chúng ta sẽ cần đưa tài khoản về cái trạng thái an toàn bằng việc hạ margin, cắt lỗ mạnh những cái mã cổ phiếu thủng hỗ trợ gần nhất. Khi nào mà vượt MA20 thì chúng ta sẽ xem xét lại sau. Khung đồ thị của VN30 thì sau đây thì mình sẽ xem về VN Index trước nhá. Cái nhận định của mình. Đấy, cả VN Index. Đây, VN Index thì hôm nay đúng như là cái kịch bản của mình đã kiến cho mọi người rằng nó sẽ về cái vùng 1470 này lên vùng 1480 thì sau đó sẽ có một phiên rút chân. Và tại sao mình nói rằng là sẽ có những cái rủi ro khi mà VN Index sẽ có những rủi ro khi mà VN Index nó về cái vùng này mà nó nếu mà nó cái trạng thái mà nó về vùng này ấy, thì vẫn ok bởi vì đây là vùng hỗ trợ mạnh rồi, nhưng mà nó phải có những trạng thái mà nó rút chân lên ngay. Như phiên hôm nay thì rất là tốt này, nếu mà trong cái trường hợp mà VN Index không rút chân được lên đấy, không rút chân được lên và ở cái vùng này và tích lũy thêm thì cái tỷ lệ cao của VN Index sẽ có một cái nhịp giảm nữa, đâu đó sẽ về quanh cái vùng 1425 này, hay là đâu đó sẽ về 1450 đây, đâu là 1400 đấy. Thì các cái trạng thái của VN Index khi mà tích lũy dưới MA20 thì chúng ta sẽ phải đưa trạng thái vào trạng thái là tương đối là xấu và chúng ta sẽ cần hạ tỷ trọng. Đấy, nhưng phiên hôm nay thì đang tốt rồi. Còn VN30 thì sao? VN30 thì sau phiên hôm qua mất MA20 thì kịch bản vẫn như nhận định thị dự kiến sẽ tiếp tục điều chỉnh về vùng hỗ trợ ba đáy trước là 1485
Tuy nhiên xu hướng vẫn đang sideways. Giai đoạn này chúng ta không nên quá tập trung. Đây, VN30 này. Đấy, thì một lần nữa về vùng này luôn, về vùng 1800, về vùng 1480 ở đây, 85 ở đây. Đây. Giống như nhận định và sau đó thì có những phiên hồi khi mà dòng tiền quay trở lại VN30, quay trở lại các mã giá cổ phiếu trụ. Cập nhật các dòng cổ phiếu, dùng chứng khoán thì đang suy yếu rõ rệt một số mã cổ phiếu cơ bản nhưng mà vẫn giảm với biên độ mạnh như là CTS này, VND này, FTS hay VCI này đều giảm trên 5% và thủng các cái vùng hỗ trợ. Đấy, trước hành động nhà đầu tư là sẽ canh cắt lỗ này, thoát hàng những cái mã cổ phiếu như này, dạng chắc gần như là các cái mã cổ phiếu dòng thép. Trước thì chúng ta sẽ quay trở lại xem với một số mã cổ phiếu dòng đây, VND này. Đấy, thì nó đã mất cái vùng hỗ trợ này rồi. Và với mình ấy thì các cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán này thì nó vẫn đang chưa quá tích cực nhá, và chỉ có tích cực khi mà nó vượt MA20 ở cái đoạn này thì chúng ta mới score nó là tích cực thôi. VCI này bán kiểu lại vùng 67 thì VCI cũng có những lúc mà nó đã hồi lên. Hôm nay thì hồi đóng cửa 66, chưa hồi lên vùng đấy. Và khi mà hồi lên thì chúng ta sẽ canh bán. Đây 67.8 ở đây. HCM này bán sẽ khi mà hồi 42.7. HCM thì hôm nay hình như hồi lên rồi này. Đây, đóng cửa là 42.65. SSI vùng cân bằng vùng 48 thì chúng ta sẽ canh hồi lên, nhưng mà SSI thì hôm nay tương đối khỏe đấy. SSI thì tương đối khỏe. Nhưng mà vì là nó đang có cái hỗ trợ tích cực cái vùng 48.3 ở đây. Ngân hàng này, ngân hàng chỉ có STB và BID đấy là đang khỏe, tuy nhiên đều ở các vùng kháng cự ở đỉnh cũ lớn của nó, thì khuyến nghị là lên canh chốt lời dần với các cái mã cổ phiếu. Còn các cái mã cổ phiếu cơ bản như là ACB này, CTG, HD Bank đều mất MA20. Về cơ bản thì chúng ta vẫn có thể giữ được nếu mà không tìm ra các mã cổ phiếu thay thế tốt trong cái thời gian hiện tại đấy. Bởi vì hôm nay thì các cái mã dòng banh thì tăng lại, quay trở lại tăng rất là tốt, vì hầu hết là các cái mã dòng banh thì đã giảm rất là lâu, từ hồi tháng 7 năm ngoái cho đến năm nay thì cũng được 5 tháng rồi, 4 5 tháng rồi, cho nên là nó hình thành những cái nền rất là dài. Và cái vùng này thì nó không thể giảm sâu hơn được nữa rồi. Với một cổ phiếu dòng banh ví dụ như ACB này hay là CTG này, đấy thì nó các cái vùng này hỗ trợ này tương đối là lớn rồi. Hoặc là MBB này, hôm nay MBB tăng cũng rất là tốt, tăng đến 19.2. Đấy, thì các cái vùng hỗ trợ nền này nó là một cái vùng hỗ trợ cứng của nó rồi, cho nên là mình mới có khuyến nghị là không, nếu mà không tìm ra một cổ phiếu nào có thể thay thế thì chúng ta có thể là không cần phải bán. Thép thì hầu như các cái mã cổ phiếu vẫn đang ở 50-50, còn gồm thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ và chỉ chú ý với các cái cổ phiếu như là HPG này, là Nam Kim này hay là HSG thôi. Đấy, dầu khí thì các mã thì vẫn đang ổn này, như PVD, PVS thì hôm nay dầu khí tăng rất là tốt nhá, tí mình sẽ đảo qua xem dòng dầu khí tăng rất là tốt. Chỉ có chú ý với PVC và PLX thì hôm nay hai cái mã này đều thể hiện rất là tốt. Cổ phiếu khuyến nghị ta, đấy, hôm nay ta thì có phiên ATC rất là bùng nổ, đúng không? Thì sau đó thì đến tối thì chúng ta thấy rằng là cái vụ Tân Hoàng Minh, đúng không? Tân Hoàng Minh nó khiến cho thị trường và các cái quan điểm ở trên thị trường nó rất là nhiều. Chúng ta thấy rằng là ở trên các cái kênh thông tin truyền thông thì nói rất là nhiều vụ này, cho nên mình sẽ không nói nữa. Trong phiên hôm nay, trong sáng nay thì mình cũng đã nói rồi, đấy, cũng đã có những khuyến nghị đây. Sáng nay thì khung ngắn hạn sẽ vào vùng quá bán, nên là các cái mã cổ phiếu giảm đầu sáng xong rồi hồi các cái mã, nên các cái mã giảm đầu sáng xong rồi dòng bất động sản có các cái thông tin ảnh hưởng tác động thì dòng này có thể là sẽ có điều chỉnh từ 1 đến 2 phiên. Đấy, việc phân tích các cái mã cổ phiếu trong ngắn hạn thì tương đối là khó vì không bớt lượng được cái cung cầu trong phiên từng phiên. Cho nên các cái quyết định nắm giữ hay hại tỷ trọng cổ phiếu phụ thuộc vào các cái mức độ chấp nhận rủi ro của anh chị nhà đầu tư và các cái mốc hỗ trợ kháng cự thì chỉ có mang tính chất tham khảo thôi. Ví dụ như là các cái mã cổ phiếu như Shell này hay Dick này thì khi mà nó giảm thì giảm rất là kinh khủng, nên rằng là mình sẽ khó có các khuyến nghị với các cái mã cổ phiếu nếu mà trong trường hợp mà các bạn đã đu đỉnh ở trên cái vùng 125 chẳng hạn. Đấy thì nó sẽ rất là khó để tư vấn. Nhóm thép vẫn đang ở trong vùng tạo đáy, viện nhà đầu tư đang nắm giữ nhóm này thì có thể là nắm giữ thêm và chờ đợi thêm các cái hoặc là mua mới các khi mà tín hiệu mà đáy rõ ràng. Thì chiều nay thì mình có khuyến nghị mua thêm thép này hay là gạch này. Gạch thì mình khuyến nghị cái lệnh này trước khi mà nó sàn. Đấy, sau đó thì thấy sàn thì chúng ta nhắn thêm là mua thoải mái. Có VGT thì hôm nay hơi xấu một chút. VGT thì hôm nay hơi xấu một chút, tuy nhiên cũng có rút chân. Nhưng mà với cái quan điểm của mình thì chúng ta sẽ vẫn nên chốt quanh cắt một phần khi mà nó đã gãy cái kênh tăng giá ở đây rồi. Khi mà nó gãy kênh tăng giá thì chúng ta cứ canh cắt một phần để mà bảo toàn cái đồng vốn của chúng ta. Đây thì mình khi mà mình khuyến nghị mua VGT này, canh mua khi break 29.3. Đấy, mô hình VCP thu hẹp khi khung ngày, khung tuần thì
đang có mình tam giác hướng lên với 70-80%. Đây khung tuần đây, nó vẫn đang rất là ok, nhưng mà chúng ta vẫn nên cắt trong vì khung ngắn hạn nó sẽ cần cái sự an toàn nhiều hơn. Và stop loss cái thủng 26.5 thì hôm nay đã có những lúc thủng và chúng ta sẽ buộc phải cân bán ít nhất là một phần. Và trong khuyến nghị của mình thì có 5.17 thôi, có 5.17 là hôm nay dính theo sàn theo cái vụ Tân Hoàng Minh 5.17. Nhưng mà nếu mà các bạn mua theo đúng cái khuyến nghị của mình ấy, mua cái quanh cái vùng 53 này, 53.5 thì hôm nay vẫn lãi nhé. Hôm nay là T1 thì chúng ta vẫn lãi, khả năng cao rằng nó sẽ về test nên cái vùng 51.1, 51.8 này. Sau đó thì chúng ta sẽ canh quan sát thêm với mã cổ phiếu này nhé. Sau đó thì đến phiên trưa, thì mình có xem lại cái thị trường phái sinh. Đây mọi người có thể xem. Thì chúng ta mình đã thấy rằng cái tín hiệu phân kỳ MACD rồi. Đây là một tín hiệu phân kỳ dương. Mọi người nếu mà ai là khách hàng của mình và đang xem video của mình ấy mà chưa được cài cái con robot này thì nhắn tin của mình thì mình sẽ hỗ trợ để cài con robot đánh phái sinh này cho nhá. Nếu mà ai quan tâm đến phái sinh, con này cũng cơ sở được. Đấy. Thì chúng ta sẽ có xanh là long và đỏ là short, thì cái này con này cả phái sinh cả phớt sở được. Ok, quay trở lại thì mình đã thấy các cái tín hiệu về phân kỳ dương. Đây là một phân kỳ dương này. Đây là những cái tín hiệu về phân kỳ tăng giá. Cho nên rằng là mình đã có cái khuyến nghị rằng là cập nhật thị trường giữa phiên sáng. Đấy. Phân kỳ dương MACD khung ngắn hạn, banh, trụ, thép, dầu khí bắt đầu nhen nhóm những cái nâng đỡ thị trường và điểm số. Tín hiệu hiện tại thì vẫn cho khả năng thị trường sẽ phục hồi vào buổi chiều. Đấy. Phiên chiều thì mình có không có quá nhiều khuyến nghị và chỉ có khuyến nghị mua thêm cái các mã cổ phiếu dòng thép thôi. Ok, chúng ta sẽ đi cùng với kịch bản của thị trường trong phiên tiếp theo. Hôm nay thì thị trường có một phiên rút chân và thanh khoản cũng tăng rất là tốt. Rút chân ở cái vùng nền này và thanh khoản tăng. Thì dòng tiền thì chúng ta thấy rằng là đã tập trung vào các cái mã cổ phiếu dòng các cái mã cổ phiếu dòng ngân hàng và điển hình là STB này. Điển hình là STB và đây, STB sau khi mà vượt qua cái đỉnh này thì hôm nay STB sẽ vào một cái nhịp sóng tương đối là mới lớn. Đấy, và nó sẽ là một cái mã cổ phiếu lít dòng ngân hàng này đây. Và mục tiêu của nó sẽ lên mục 50. Trở lại với VN-Index thì cái mục tiêu của VN-Index nếu mà trong cái chiều hướng như này nó sẽ tăng rất là nhanh, bởi vì chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian trước ấy thì không có sự ủng hộ của dòng banh này, dòng trứng này, dòng thép này, thì thị trường nó chỉ nâng lên bởi các cái mã cổ phiếu dòng bất động sản và các cái mã cổ phiếu penny thôi, cho nên rằng là nó không được quá nhiều. Nhưng mà đối với dòng tiền nó quay trở lại các cái mã cổ phiếu trụ ấy thì mình kỳ vọng rằng nó sẽ vượt nhanh thôi, nó sẽ vượt nhanh qua cái vùng 1533 và tích lũy ở đây một vài phiên rồi vượt thôi. Đấy là với quan điểm của mình. Và trường hợp chỉ có xấu, mà chỉ có trường hợp xấu khi mà nó tích lũy ở đây mà nó không vượt được qua. Tích lũy ở đây và không vượt được qua, hoặc là có những cái bootstrap thì chúng ta mới cần phải có những cái hành động để hạ tỷ trọng cổ phiếu thôi. Còn lại thì chúng ta sẽ vẫn ok nhé. Những cái trạng thái tài khoản chúng ta vẫn đang ok. VN30 sau một phiên test về cái vùng 1486 thì hôm nay có một phiên vượt qua M20. Hôm nay là một phiên tăng tương đối mạnh của VN30. Nhưng đối với mình ấy, nếu mà mọi người phân tích về đến cuối phiên này có như là MVG này, đây chúng ta thấy rằng là rõ nét các cái tín hiệu, đây là tín hiệu mua ATC. Đấy, tín hiệu mua ATC để điều tiết chỉ số, đúng không? Hôm nay thì có một phiên điểm như này, nhưng khả năng cao ngày mai nó sẽ có cái sự điều chỉnh nhẹ, kiểu gì có sự điều chỉnh nhẹ trong nếu mà đã xảy ra cái trạng thái mà nó điều tiết chỉ số như này. Đây, cuối phiên thì 131 nhưng mà ATC xong thì 136. Như kiểu gì cũng sẽ có những cái điều nhịp điều chỉnh nhẹ thôi, cho nên rằng là mình sẽ không kỳ vọng là phái sinh sẽ lên ngay hay là VN30 sẽ lên ngay, mà nó sẽ tích lũy ở đâu đó vùng 1523 này một vài phiên rồi sau đó nó sẽ bật lên cái vùng 1557 này. Nếu mà có sự đồng thuận tiếp tục của các cái cổ phiếu dòng banh hay là dòng thép, dòng chứng khoán nó phục hồi trở lại thì VN30 sẽ có cái trạng thái nó vượt qua vùng này rất là nhanh. Ok, đến phần thứ hai sau đấy. Đến phần thứ hai là mình sẽ cập nhật một số các mã cổ phiếu dòng ngân hàng. Bit này. Đây, Bit hôm nay thì mình sẽ bỏ cái này đi, đây là mẫu hình vai đầu vai này. Hôm nay thì Bit tăng rất là tốt, thanh khoản vào tương đối là khỏe và nó y hệt như cái vùng như này này. Đây, nó gần như là cái vùng như này và nó vượt qua cái đỉnh, đây là Bit đã vượt qua cái đỉnh thời đại của nó rồi. À, đỉnh thời đại ở đây à? Thời đại vùng 43. Đỉnh cao nhất của nó vùng 43 này thì mình nhận định rằng là nó sẽ vượt qua rất là nhanh thôi, trong 1 đến 2 phiên và chậm nhất là đến tuần sau thì Bit sẽ vượt qua cái vùng này thôi. Thanh khoản thì vào rất là tốt và
các cái mã cổ phiếu này thì chắc chắn là đang có những cái tín hiệu tốt với báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính năm nay rồi, và trong trong năm 2022 thì sẽ có những cái kết quả kinh doanh tương đối tốt, và dòng tiền nó đã tìm thấy, dòng tiền thông minh đã tìm thấy trước chúng ta. Ngay là STB cũng thế. Đây, STB sau khi mà mình đã bán ở quanh cái vùng này, cover lại. Đây là những cái kỹ thuật mà mình đã hướng dẫn mọi người đúng không? Đây là những cái kỹ thuật mà mình đã hướng dẫn mọi người. Một trong những cái mã cổ phiếu mà nó vượt đỉnh đấy, nó vượt đỉnh qua cái vùng này. Ví dụ như STB vượt đỉnh 26 tháng 11 này, nó sẽ có những cái nhịp test quay trở lại. Và đây sẽ là chúng ta sẽ có để là cho những người là chưa có hàng này mua thêm này, hay là những ai đã chốt với cả mình khi mà xem cái khung 1 giờ ấy, cái hướng dẫn video bán, hướng dẫn bán đỉnh thì mọi người sẽ canh mua lại. Đấy, với STB nhé. Hôm nay STB vượt đỉnh và rất là tốt, cái thanh khoản rất là cao, và trong các phiên ngày mai mà nó giảm về vùng 33.8 thì chúng ta mua luôn, không phải nghĩ. Tiếp theo là TV Bank. TV Bank thì hôm nay cũng trần với đây, cái dạng chạc như này là một cái dạng chạc mà cổ phiếu tương đối khỏe. Đây gọi là đồng pha nhé, chứ không phải là phân kỳ. Phân kỳ là hai cái đỉnh của MACD và đỉnh của giá nó sẽ ngược nhau, nhưng đây là đang cái dạng chạc của đồng pha. Và mã cổ phiếu này thì chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thêm thôi. Cũng chưa có điểm mua nhé. Với TBank, LVB. LVB thì sau những cái phiên mà nó break qua cái đỉnh thời đại của nó thì nó đã có tích lũy để vào band, và trong các phiên tiếp theo mà nó chỉnh về cái vùng 36.8 thì chúng ta có thể là canh mua được. Techcombank hôm nay cũng có nhịp bật. Ở các cái vùng hỗ trợ vùng các cái mã cái vùng hỗ trợ vùng 47 này, chúng ta đây sẽ là những cái vùng quan trọng với mà Techcombank vùng trong cái thời gian trong cái lịch sử của mã cổ phiếu này, bởi vì đây là một cái vùng hỗ trợ tương đối là quan trọng của một cổ phiếu. Nó đâu đó 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đây là lần thứ 7 nó chạm về cái vùng hỗ trợ này. Và đây nó sẽ là những cái vùng và cái vùng hỗ trợ giá 48 này sẽ được coi là một cái vùng hỗ trợ về cơ bản của cổ phiếu, có nghĩa là cái giá trị của cổ phiếu nó về cái vùng 48 này nó sẽ là đang rất là rẻ rồi, cho nên các nhà đầu tư dài hạn họ sẽ mua vào rất là nhiều ở cái vùng này. Với Techcombank thì bật lại một phiên, và tuy nhiên là vẫn đang giao dịch trong cái biên 51 này nhé, 51 đến 48, và chúng ta sẽ chỉ quan sát thêm khi mà nó tích lũy ở trên cái vùng này. Đấy, vùng giao dịch trong cái biên nhỏ này rồi bật lên thì chúng ta sẽ quan sát thêm, chứ không thì chưa thể là quan sát được, chưa thể là có các cái vị thế mua ngay, mua đuổi được trong cái phiên này. Dòng chứng khoán thì hôm nay tăng khi mà nó quay trở lại các cái vùng hỗ trợ như SDI này. SDI hỗ trợ vùng 48, và mình cũng có khuyến nghị rằng dòng chứng khoán thì chúng ta thủng thì mới phải bán, đúng không? Thủng hẳn các cái vùng hỗ trợ thì mới phải bán, nhưng SDI thì hôm nay tăng rất là tốt. Đấy. Thì chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể là tiếp tục là nắm giữ thêm thôi. Đấy, cái vùng 50.9 này có hàng thì chúng ta sẽ canh bán ít nhất là một phần. Đấy là cái kháng cự của MA20 nhé. HCM này. Đây, HCM. Đối với mình ấy, thì những mã cổ phiếu nào mà nó vẫn đang giao dịch dưới MA20 là những mã cổ phiếu chưa khỏe. Cho nên rằng nếu mà mình đang kẹp hàng thì sẽ canh bán quanh vùng 44.3. Đấy, nó bán ít nhất một phần. VND tương tự này. Bán một phần quanh 79.5. SHS. SHS thì cái vùng này chúng ta bán được rồi này, 49.7. Đấy, chỉ có vượt lên MA20 thì chúng ta mới quan tâm thêm thôi. AGR thì tương tự nhé. Mã cổ phiếu này thì nó đang vượt trên MA20, và trong các phiên tiếp theo thì vượt tiếp và tích lũy trên như các cái phiên này thì chúng ta mới quan tâm thêm. Dòng thép thì dòng chứng khoán thì đối với mình thì đang có cái nhịp phục hồi lại thôi, chứ còn về điểm mua thì chúng ta sẽ chưa thể mua được, và hầu hết là các cái điểm mua trong thời điểm hiện tại mà mua mới thì chỉ có lướt tới không thôi. Dòng thép chúng ta có HSG này, các cái mã cổ phiếu như này ở đây đang về hết cái vùng hỗ trợ tin tưởng của nó rồi. Ở đây 1 này, 2 này, 3 này, 3 đáy trước, và vùng này đang có phản ứng ở vùng đáy thứ tư. Thì đối với dòng thép thì mình đang rất là kỳ vọng nó sẽ cho nhà đầu tư có cái nhịp ăn T cộng từ 10 đến 15% như các cái nhịp lần trước này. Ở đây này, các cái vùng như 37 này ăn lên cái vùng 40 này rất là tốt. Nam Kim. Đấy, Nam Kim thì tương tự nhá. Cái vùng này chúng ta sẽ không canh bán nữa mà canh lướt tới không, trung bình giá. Thủng hẳn thì mới vào cái tín hiệu xấu, và chúng ta sẽ lúc đấy thì chúng ta sẽ có cái trạng thái là chỉ có bán thôi. HPG thì hôm nay có cái nhiệm vụ điều tiết chỉ số, cho nên là hôm nay tăng mạnh hơn một chút so với hai mã cổ phiếu kia. Cái tín hiệu phân kỳ dày đặc đấy rồi, cho nên là mình kỳ vọng cao nó sẽ có cái nhịp tăng lên cho chúng ta quanh vùng 49-50 này. Đấy, rồi đi đâu thì đi. Tiếp theo là dòng dầu khí. Hôm nay thì dầu khí phản ứng tương đối tốt với PVD trong đóng trần này. PVD trần trong ngay phiên, và cái kháng cự của nó quanh cái vùng
31.9 này, trong trường hợp mà thủng trong trường hợp mà vượt qua vùng kháng cự này thì chúng ta hoàn toàn có thể mua thêm nhé. Bởi vì ở đây có 1 2 3 đỉnh thì cái áp lực bán nó tương đối mạnh nhưng mà cổ phiếu nó vẫn vượt được, thì chúng ta sẽ cần quan sát kỹ cái mã cổ phiếu này. Đấy, cần quan sát kỹ mã cổ phiếu này, vượt ngày chúng ta sẽ có thể là mua thêm ngay, kể cả mua mở gap, không cần phải sợ mở gap nhé. Vượt mở gap thì chúng ta mua ngay và mua 50%. Đấy, cái chiến lược mua là mua 50%, ví dụ như là nó vượt lên vùng 33.4 này chúng ta mua ngay 50% này. Sau đó thì test lại gap thì chúng ta mua lại lốt. Với PVD, các mã cổ phiếu như này thì đang có các cái mẫu hình rất là đẹp mà mình nhìn thấy, đang kỳ vọng là nó sẽ tăng rất là tốt, với PVD quanh cái vùng target quanh như vùng 40-47 với PVD nhé. PVS thì trong giai đoạn này nó yếu hơn một chút, nhưng mà chúng ta đây ví dụ như các cổ phiếu PVS này nó đã tích lũy trên M20 thì nó sẽ vào một cái trend tăng đấy, và PVS sẽ có kháng cự vùng 30.8. cái mẫu hình mây Ichimoku này đang vượt mây và chờ về cái đường Kizu này. Đấy, thường thì cái đường Kizu này nó phải vượt lên cùng cái đường giá, nó vượt lên hẳn mây nữa thì nó sẽ có cái mẫu hình nó đi theo cái dạng như này. Đây nhá. Nó sẽ đi dạo theo dạng vòng cung như này. Đấy, lên cái vùng 30.30.8, 30.9 này thì chúng ta sẽ có hàng, chúng ta sẽ canh bán một phần và cover lại khi mà nó giảm về vùng 28.2. Đấy là với mẫu hình của Ichimoku thì thông thường là nó sẽ như thế. Đây. Hoặc là nó sẽ phải chờ 2/3 thì cái đường Tenkan và đường Kizu này chúng ta sẽ phải quan sát thêm nhé, quan sát kỹ thì sẽ có những chiến lược mua. BSR thì tương tự, trong chạc thì tương tự nhau. BSR sẽ có cái vùng kháng cự vùng 25.5. Chúng ta có hàng thì chúng ta sẽ canh bán ít nhất là một phần đi. OI. OI thì đã vượt rồi nhá. Đây, OI thì đã vượt qua đỉnh cũ. Đấy, nó sẽ có những cái phiên mà test lại thì chúng ta sẽ canh, chúng ta mua vượt ở cây này, sau đó thì phiên kết lại chúng ta mua đủ hàng. Thì hôm nay hàng thì gần như là hè về, chỉ có cái lô cây đỏ này thì là lô T2, mai thì hàng về đủ thì chúng ta sẽ có những cái hiệu quả giao dịch rất là cao, lúc nào cũng có hàng có sẵn luôn. Đến dòng cuối cùng là dòng bất động sản, tiên là với ARG. Đây là một mã khuyến nghị mà mình đã khuyến nghị rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục nắm giữ thêm với ARG nhé. Trend thì rất là tốt nhưng mà nó đã vượt qua giải Bollinger Band trong, cho nên là trong các phiên tiếp theo thì chúng ta sẽ, với nhà đầu tư nào mà lướt giỏi ấy, thì chúng ta sẽ canh chốt lời và mua về khi mà nó test về vùng 57-58 này. EDC là một mã mà mình có khuyến nghị và hôm nay và nó đang bị áp lực bán theo dòng, nhưng là xu hướng thì vẫn đang tăng, M20 vẫn đang tăng. Hôm nay thì mất M20 khi đóng cửa giá 32, nhưng hỗ trợ của nó dày đặc ở quanh vùng 30 rồi, cho nên là mình không kỳ vọng rằng cái mã này giảm sâu, và trong chỉ trong phiên ngay phiên ngày mai thôi nó sẽ có những cái nhịp tăng rất là tốt, nó sẽ có cái nhịp tăng trở lại thôi. Nhưng bởi vì sao, chúng ta thấy BCM này, đây là mã mẹ của EGC và chuyên thằng mẹ này thì chuyên làm đất cho thằng con xây bán, thì BCM đang tăng rất là tốt này, cho nên là không có lý do gì mà EGC lại yếu cả. Sell này, sell thì hôm nay sàn, và các cái mã sell này thì mình sẽ kỳ vọng sàn thêm một cây nữa, 1 đến 2 cây nữa, nó sẽ về vùng 71-72 thì chúng ta sẽ có thể là mới có thể là canh mua được. Đấy, về chúng ta có thể canh mua được. Như cái đoạn này này, chúng ta cùng cân phích cái đoạn này nhé. Đấy, nó đang tăng rất là nóng và khi mà có những chiều giảm ấy thì nó sẽ hình thành nên một đỉnh nữa, cho nên rằng cái vùng này nó mới có một đỉnh thôi. Đấy, với sell nó sẽ có một đỉnh thôi và nó sẽ lên một nhịp nữa để chúng ta canh bán. Đấy, chúng ta sẽ canh bán, ví dụ như là chỉnh về cái vùng 73 này, 74 này, nó sẽ hồi lên một nhịp nữa vùng 79 thì chúng ta sẽ canh bán này quanh vùng đấy. Đấy, với đấy là với kịch bản của sell nhé. DG này, DG thì đã tạo mô hình hai đỉnh ở đây rồi, hai đỉnh ở đây, và cái vùng hỗ trợ tiếp theo với DG sẽ ở quanh cái vùng 101 và nó sẽ hình thành lên một cái đỉnh nữa ở đây, bởi vì MACD nó chưa hình thành đỉnh nhé, MACD chưa hình thành đỉnh nào. Sell đích rồi. EDC hôm nay cũng giảm tương đối mạnh, như cái vùng hỗ trợ của EDC ở ngay vùng này rồi, nên rằng là chỉ có thủng thì chúng ta mới phải có những cái quyết định mà chúng ta phải bán thôi. Nhưng mà các khuyến nghị như trước của mình ấy, chúng ta mua ở cái vùng này và lên cái vùng kháng cự ở đây, lên vùng kháng cự ở đây chúng ta sẽ canh bán, và đúng như thế, đúng không? Cổ phiếu lên được hai phiên rồi lại rơi tiếp. Đây là EDC. DRH thì hôm nay là một phiên sàn đầu tiên, đúng không, sau những cái nhịp tăng. Tuy nhiên cái mã này thì tương tự là sell đấy, nó sẽ chỉnh về đâu đó vùng 30, thậm chí là cái mã như thế này ngày mai nó cũng có thể tăng trần luôn, bởi vì cái dòng tiền điên của dòng bất động sản thì trong giai đoạn này thì mình không đánh giá được. Nói thật là mình sẽ không đánh giá được các cái dòng tiền điên với các cái mã cổ phiếu bất động sản. Còn về kỹ thuật thì mình nhìn về cái vùng 29.5 này, đây cũng là một cái vùng hỗ trợ nó tương đối cứng của
cổ phiếu khi mà có một cái vùng hỗ trợ ở đây và M20 thì nó sẽ chạm đến cái vùng này và sẽ kỳ vọng lên một lần nữa lên vùng đỉnh 2 của nó thì mình sẽ canh bán nốt, hoặc là chúng ta về đây chúng ta canh mua lên đỉnh cũ bán nốt. Đấy là những cái chiến lược của mình khi mà với mã cổ phiếu đang vào cái đà giảm. SCR thì hôm nay vốn rất là to và không thoát được sàn. Đấy, cái mã cổ phiếu này thì chúng ta, nhưng mà mình đã không tham gia vào các mã cổ phiếu đã dính phân kỳ như này, chúng ta sẽ không tham gia. Mình đã không tham gia với mã cổ phiếu này, mặc dù nó tăng 25%, 25% từ giá 20, 21, 22 mình bán, bây giờ là giá 24 rồi. Được 20% thì mình cũng không tham gia mã này. Cái hỗ trợ đầu tiên của SCR sẽ quanh vùng 23 nhé. Quanh vùng 23. Đấy, chúng ta ở đây có mới có một đỉnh thôi. Nhưng mà các cái mã này thì nếu mà nó giảm thì giảm rất là đau nhé. Nên mình sẽ không tham gia với mã này. Mà cũng không có khuyến nghị canh mua lại. CKG. Đây là mã bất động sản Kiên Giang. Đấy, mã bất động sản. Cái vùng CKG an toàn đây vùng 28.8 mà trong phiên ngày mai mà nó giảm một phát về đây nữa. Đây, vùng 28.8, 28, 27 thì chúng ta sẽ canh mua ngay nhé. Canh mua ngay thế không? Canh mua ngay để lướt. Nếu ai có hàng bị kẹp trên này thì chúng ta sẽ canh mua ngay để lướt hạ giá vốn. Đấy, còn mua mới cũng được nhưng mà nên mua ít thôi, bởi vì đây là những cái trạng thái bắt giao rơi mà. Chúng ta sẽ đây. CKG. Đấy, thông thường thì một mã cổ phiếu ấy, là một mã cổ phiếu rơi từ đỉnh xuống nó sẽ về, thông thường nó chỉ về cái vùng 50 thôi. Đấy, vùng Fibo 50 thì nó ở cái vùng này nó đã trùng với cả cái Fibo 50 rồi. Đấy, xấu nhất là về vùng không về được cái vùng 49 đâu. Xấu nhất là về cái vùng 50. Đây cũng là một trong những cái nguyên tắc mà mình bắt EDG này. Đấy, EDG là về nó chỉ về vùng 61.8 thôi này. Đấy, sau đó bật lên vùng 50 ngay. Đấy. Cái hôm 61.8 này đây, giá 36.2 mình đã có khuyến nghị với cả mọi người nhé, đúng không? Sau đó thì mình lên bắt được ăn hơn 10 giá với EDG cùng với công thức thôi. Đấy, trong phiên ngày mai chúng ta sẽ chú ý với CKG thì có những cái trạng thái là bắt đáy, đúng không? Tiếp theo là với CI. CI là một trong những cái mã mà ảnh hưởng chính trong cái nhịp Tân Hoàng Minh bỏ cọc của Thủ Thiêm này, đúng không? CI thì chỉ mới có một đỉnh. Ở đây thì chúng ta mới nhìn thấy là CI mới hình thành một đỉnh thôi. Hôm nay thì CI tương đối là đặc biệt khi mà cổ phiếu mà nó có những cái tính chất đầu cơ tương đối là mạnh. Đây, hôm nay thì CI chúng ta thấy rằng chỉ có 238 triệu cổ mà dư sản đây tận đến cái lúc mà mình xem là nó 25-26 triệu gì đấy. Có nghĩa là 10% hàng mang ra bán ở đây, 10% kê chất sàn. Với CI thì cái mã này nó sẽ có vùng hỗ trợ vùng 47, chúng ta có thể là về đây chúng ta có thể là bắt đầu kênh mua lướt đi không? Đấy, với những ai kẹp hàng trên cái vùng đỉnh 61 này. 577 thì tương tự mấy 577 thì mình cũng ngắn rồi này. KBC thì một mã tăng rất là tốt. Đây, nó quay trở lại cái về vùng hỗ trợ ở đây, vùng 54.3. Thì với KBC thì chúng ta sẽ tiếp tục là nắm giữ thêm thôi. Và đâu đó sẽ có những cái khuyến nghị và mọi người sẽ bán quanh vùng 62.7 để cho nó cứ bán một hàng một phần đi, bởi vì ở đây chúng ta sẽ có hai cái đỉnh cũ ở đây rồi. Và KBC thì một trong những cái mã hiếm hoi tăng trần trong phiên hôm nay về cái mã bất động sản, tăng trần trong phiên hôm nay và mình có cảm giác như là nó đang kéo trộm vậy. Với KBC ấy, đến chiều nó mới kéo và chỉ có vài phút thôi nó kéo lên trần ngay lập tức. Thì nó có cái tính chất là kéo trộm thì hơn. Đây, vẫn đỏ đây này. Và chỉ trong từ 1:46 đến 1:46 đến mấy phút đã trần rồi. 1:46 đến gần nửa tiếng một chút đã trần rồi. Nên là cái nhịp này giống như là kéo trộm ấy. Và mình chưa biết được cái ý đồ của nhà cái là đánh như này như nào. Cuối cùng là một mã cổ phiếu là TR. Đây cũng là một mã kéo trộm. Và đây là một mã mà mình đã khuyến nghị, mặc dù dính các cái phần kỳ MACD, tuy nhiên là cái thông tin về bán cái lô đất ở thành phố Hồ Chí Minh trong nó sẽ hạch toán vào báo cáo tài chính quý 4 này thì mình vẫn kỳ vọng với TR nó sẽ lên đâu đó vùng 55 này đến 60 khi mà nó hạch toán vào báo cáo tài chính. Một số các cái mã đến phần cuối cùng là danh sách cổ phiếu tiềm năng. Chúng ta có một số mã cổ phiếu dòng banh như là STB này. Thì chúng ta sẽ canh quan sát thêm trong phiên ngày mai khi mà về 33.6 chúng ta có thể canh mua luôn. MBB chẳng hạn, MBB tương tự này, hôm nay MBB tăng rất là tốt. Trong các phiên theo nếu mà nó vẫn tích lũy dưới trong cái vùng 28.7 thì chúng ta có thể là canh mua mới. KLB là một mã mà mình đã đưa vào cái watchlist cho mọi người. Đây là một mã có cái mô hình cốc tay cầm trong khung tuần. Những cái mã mà mô hình cốc tay cầm trong khung tuần ấy thì chúng ta đặc biệt là chú ý, bởi vì nó sẽ đem lại cái tỷ lệ lợi nhuận cho cao rất là cao cho chúng ta nhé. Nên là các cái mã
về cốc tay cầm khung tuần ấy thì mọi người phải thực sự là chú ý, bởi vì cái lợi nhuận của nó mang lại rất là cao. Và thông thường ấy, các cái mã cổ phiếu mà nó hoàn thiện cái mô hình đây, hoàn thiện cái mô hình cốc tay cầm trong khung tuần thì nó sẽ giúp cho mọi người cái tỷ lệ lợi nhuận từ đâu đó từ 100 đến 150% đấy. Và đây như ví dụ nhá, mình sẽ ví dụ một số mã cổ phiếu mà nó có cái khung tuần EDG, à không, HAH đi, HAH trong cái phiên trong cái thời gian khung tuần ở đây. Ở đây nhìn khó quá. Đây, khi mà một cổ phiếu nó hoàn thiện một cái mô hình cốc tay cầm thì nó sẽ cho mọi người những cái lợi nhuận rất là cao trong khi mà mọi người nắm giữ nhé. Đây, đây là có phải là một mô hình cốc tay cầm có một chiều tăng 30%. Các cái vùng đáy cốc thì thanh khoản thấp và thành cốc thì thanh khoản cao. Đấy, thành cốc thì thanh khoản rất cao. Và khi mà bước vào nhịp sóng thì HAH tăng kinh khủng khiếp. Chúng ta thấy rằng là cho đến thời điểm hiện tại, nếu mà ai bắt được cái trend của cốc tay cầm ở đây thì chúng ta vẫn lãi đâu đó là 300%. Đây là cái mô hình điển hình và mà mình sử dụng rất là nhiều trong khi mà trading cổ phiếu. Tiếp theo là với cổ phiếu dòng thép. Đây là những cái cổ phiếu rất là tiềm năng như là Nam Kim này. Cái vùng này thì chúng ta có thể là mua được rồi với Nam Kim và kênh, và chỉ target vùng T cộng thôi nhé, chú ý T cộng. Còn dầu khí thì mình sẽ chỉ khuyến nghị với PLC, khi mà nó test về lại một lần nữa về vùng 47 thì chúng ta sẽ có thể là kênh mua. Với PLC thì mình cũng đã có khuyến nghị trong Zoom khuyến nghị của mình rồi, đây PLC này. Trong các phiên tiếp theo mà nó về đây, PLC khuyến nghị mua, break nền 2 và vượt đỉnh thời đại, chiến lược mua là mở ngay vị thế vượt ra khỏi giải Bollinger Band, vì thế là khả năng cao sẽ có nhịp điều chỉnh để mua được tiếp quanh cái vùng 47 đến 49 mà mua đủ hàng. Thì thủng cái vùng 44 thì chúng ta cắt lỗ, còn mục tiêu sẽ lên vùng 65 70. Đây là một mã cổ phiếu mà mình đầu tư theo đầu tư công. Như vậy là chúng ta đi hết 3 phần nội dung bản tin hôm nay. Hy vọng rằng là bản tin sẽ mang lại một số thông tin hữu ích cho các bạn. Nếu mà các bạn cần tư vấn mã cổ phiếu thì hãy comment ở bên dưới. Nếu các bạn quan tâm đến đầu tư chứng khoán, mở tài khoản hay là tham gia vào room khuyến nghị của mình thì mọi người có thể là kết nối với mình qua số điện thoại ở bên dưới. Mình sẽ hỗ trợ thêm. Chúc các bạn thành công và gặp lại nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.